Anh ơi, mai chiếu thủy hàng bonsai ạ. Gốc cực kỳ đẹp luôn. Đây ạ. Với cả hàng này là mai chiếu thủy, nó có loại lá nhỏ, lá trung và lá to. Hàng này là hàng lá nhỏ, cây đẹp lắm ạ. Đây. Cây bonsai gốc to đẹp, cây nào cây nấy đây. Gốc đẹp đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Gốc to lắm ạ. Đường kính gốc của nó tầm đây, hơn 2 đốt ngón tay của em. Chiều cao của cây thì không cao lắm đâu ạ, cao khoảng tầm 40 cm thôi ạ. Cây rất đẹp luôn. Còn đâu các anh chị và các bạn có nhu cầu muốn mua, muốn chọn ra một vài cây thì em sẽ quay chụp chi tiết thôi. Các anh chị cứ tả cái dáng dấp của cái cây anh chị cần, xong rồi em chọn ra những cái cây tương xứng như thế, rồi ưng cây nào thì chuyển chính xác cây đấy. 0977973535 ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.